Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Thì theo như ngày hôm qua thì các bạn thấy là Ngọc đã đi nhận xe vào buổi tối hôm qua. Thì sáng hôm nay là Ngọc đi công việc cả một ngày luôn. Xong rồi Ngọc vẫn phải đi mua đồ để mình về mình cúng xe mình. Dù gì cũng vậy, ở đâu cũng vậy. Tùy theo từng người mà mình muốn giống như là trước khi chạy một chiếc xe hay là muốn cúng một chút xíu đó để mình có một cái tấm lòng gì đó. Ngọc cũng không biết phải nói giải thích sao như thế này, nhưng mà hôm nay sẽ là Ngọc sẽ cúng xe. Thì đây, những món đồ mà Ngọc đã có thể tìm được ở chợ ngày hôm nay nè các bạn. Thứ nhất là có cái muối, có gạo nè, có một cái này để chút mình cắm nhang nè. Đây là xôi nè các bạn, Ngọc tìm được xôi này mà Ngọc không biết xôi này xôi gì nữa. Vô chợ có xôi nào Ngọc lấy xôi đó thôi. Còn chè á, thật sự là Ngọc thấy ba cái loại chè này, ba cái chén chè này thật sự nó không phù hợp, tại vì chè này là chè Thái các bạn. Nhưng mà bạn biết không, chợ Mỹ á, không phải là lúc nào chợ ở Việt gì là người Việt ở Mỹ á, không phải lúc nào mình vô cũng sẽ có cái loại chè mình muốn. Không phải đây là loại chè không phải Ngọc muốn mua đâu, nhưng mà bây giờ vô chỉ có ba loại chè này thôi thì phải mua thôi, chứ giờ biết làm sao giờ. Bây giờ với lại ba ly nước nè, bây giờ mình phải du di, chủ yếu là cái tâm của mình thôi ha mọi người ha. Còn đây là Ngọc có kiwi, có cam, có trái lựu, có trái táo, có trái xoài đó. Rồi bây giờ chồng Ngọc sẽ bỏ cái bàn ở đây để Ngọc bỏ cái bình bông lên đó. Ngọc mua bình bông nữa nè đó. Thì bây giờ mình sẽ cúng cái xe của mình rồi, để bắt đầu bây giờ mình làm nha, thủ tục nha. Rồi, thầy của Ngọc dặn là phải đề máy xe lên, mở đèn lên. Ok baby, can you hold it for me please? It's just the running lights. Now the lights are on. Phải mở hết những cánh cửa này ra, chủ mở hết cửa ra, gió mát lắm luôn. Có mở cái cửa sao này đâu ta? We need to, I don't know if we need to open it. The light is on, baby. Ok, đèn lên rồi. Ok, bây giờ nha, bắt đầu nha. Bây giờ bắt đầu nè, cầm chìa khóa nha các bạn. Có ghi một cái tờ, sư phụ nói là đọc sao một cái đọc đi cha vậy. Gió quá. Chạy chạy lại bệnh gió cho mẹ coi. Thôi được rồi. Rồi các bạn, thì bây giờ Ngọc đang để cúng các bạn. Bây giờ Ngọc sẽ quay một vòng cái xe cho các bạn cùng xem, như là mấy bạn muốn xem nha. Thì đây là chiếc Lexus 350L á. Đây, trời, cái chay này phá ghê á. Thì xe là có 7 chỗ ngồi các bạn. Đây là bên trong của cái xe nè. Đó, có dàn máy lạnh ở đây. Dạ, ở đây có một cái bàn phím, giống như cái bàn phím mà ở đây để cho mình có thể di chuyển cái ngón tay mình. Thì ở trên đây á, cái này nè đó, cái trên đây là cái này, nó lên xuống nè đó, qua lại rồi này kia rồi đó. Đây là cái chỗ lái, chỗ ngồi nè. Đã có một cái đèn hồ, có đồng hồ 6 giờ chiều nè mọi người. Trời, đúng 6 giờ chiều luôn, wow, hay dữ đó. Chiếc xe này đó các bạn là màu silver, nhưng là màu bạc, nhưng mà không phải là bạc luôn, mà nó giống như là bạc mà nó ánh vàng vậy đó các bạn. Cái mạng của Ngọc là mạng kim đó, nên là Ngọc thích mấy cái. Coi bà chay nè, hồi nãy bà ngồi lên bà đạp chiếc xe tôi nè, có được không? Bởi vậy sao nói chiếc xe sao dữ dữ sao. Đây còn bên trong cái ghế của chay nè cô chú,
ở trong cái này. À, Ngọc mua cái chiếc Ngọc mua cái xe này không có cái chỗ ở giữa này, tại vì có hai loại là các bạn, một chỗ, một loại là có một cái ghế nhỏ ở giữa này, một loại không. Ngọc không có thích cái ghế đó, ngồi tại để đi ra đi vô đằng phía đằng sau này cho nó tiện nè, nên là mỗi lần mà có cái ghế giữa phải dỡ lên dỡ xuống mất công lắm đó, nên là đây đằng sau của nó đây, thấy không đó, đơn giản như vậy thôi đó các bạn. Mở xe lên cho cô chú coi nè. Đó. Đây là đằng sau, cái chỗ này là chỗ để đồ rồi này kia. Chỗ này người ngồi hàng ghế thứ ba. Đó, chiếc xe này vậy thôi đó mọi người. Mọi người nói Ngọc quay vòng vòng chiếc xe cho mọi người coi. Ngọc thích ở trong đây là tại vì có cái phần trim á, phần trim của nó có mấy cái gỗ này đẹp nè các bạn. Loa này thiết kế nhìn cũng nhỏ nhỏ nhắn, nhỏ nhắn đẹp. Baby, can you use the wipe to wipe the thing that JD was making it dirty? By her feet. Ngọc á, Ngọc thích cái chiếc xe này là tại vì biết sao không? Cái chỗ ngồi nó đủ để ăn chay, nó gác cái chân nó lên, nó mà mong mốt dặn bả cho mong mang dài không được gác lên. Nhưng mà cái chỗ này gần gần để cho nó gác chân lên đỡ mỏi nè, có lý nè. Ngọc á, thì Ngọc thích ở trong á, cái nội thất của nó màu á, không là màu gọi là màu đen đen á, tại vì cho nó đỡ dơ, tại vì biết rồi. Chay mà chay thôi luôn. Á. Chay sống lì dữ ta. Con không có được lại gần chỗ này, giùm cho mẹ. Cảm ơn. Mô Phật làm sao? Trời ơi. Trời ơi, Mô Phật cho con sức khỏe để con đánh ghê ghê được không? Quỳ xuống coi. Quỳ xuống năm ạ Mô Phật. Đúng rồi, cho con sức khỏe. Đánh ghê ghê lại go lại gì nói đàng hoàng. Cho con sức khỏe mau lớn. Cho ba mẹ khỏe mạnh. Đó, thấy chưa? Cái hộp quẹt đó. Con nói đi cho ba mẹ. Muốn thấy phải không nè? Đó, muốn thấy đó. Đó, thấy chưa? Thấy lửa không? Rồi, thấy rồi đó. Đó mọi người, bây giờ Ngọc sẽ đợi nha. Chay. Trời đất ơi, nó thổi nhang nữa, đi ra. Ngọc ngồi vô vậy là cứng ngắc ở đây luôn nè. Chạy rất là êm luôn. Tay lái rất là nhẹ nhàng. Chạy nhấn ga cái là lên. Vù vù êm lắm. Đó. Cái ghế này nè. Vô bên trong ngồi rộng rãi các bạn thấy không. Rồi xong rồi ai mà muốn đi xuống làm sao á, đi đường đi bằng cái lối này luôn cho nó dễ. Không cần phải có cái ghế rồi phải bật cái ghế xuống ghế lên thì mất công hết. Nó cứ vậy cho nó rộng rãi. Trước mặt các bạn là những món ăn quen thuộc đúng không? Đây là một dĩ thịt bò Ngọc mua ở chợ Hàn Quốc á. Đó. Rồi đây là một cái loại cắt, cái phần cắt khác của con bò. Đó, còn đây là một cái loại phần cắt khác nữa nè. Đó, và Ngọc sẽ ướp với lại cái sốt của ấy. Các bạn nhớ Ngọc có mua cái chảo nướng thiệt là bự của Hàn Quốc không? Hôm nay sẽ khai trương cái chảo nướng đó luôn. Bỏ bò vô ướp nè các bạn. Mấy cái phần cắt của cái bò này á, pram này đó Ngọc chưa bao giờ ăn nha. Cũng mắc nha, có 5 miếng này mà khoảng 17 đồng là hơi mắc đó. Đó, bây giờ Ngọc ướp với lại cái nước ướp này nè các bạn. Đó, ở chợ Hàn Quốc á. Rắc đều lên. Chế vô. Đó, này là một lớp, thấy không? Tiếp theo, bây giờ bỏ lớp tiếp theo. Đóng. Một lát nè. Sẽ tiếp tục ướp lên tiếp. Đó, để trộn lên cho thấm. Đây nè mọi người ơi, thì bây giờ á, đem ra ngoài kia thì không có điện để ăn ngoài đó, nên là câu điện để ăn ngoài đây cho nhìn ra cho nó cũng đẹp đẹp ha mọi người ha. Đây, thịt bò Ngọc ướp hồi sáng. Cái chảo mua ở Chicago, bữa nay có dịp khai trương. Mà đặc biệt Ngọc ghé chợ Hàn Quốc, Ngọc mua cái kim chi các bạn ơi. Từ giờ về sau trong cuộc đời của Ngọc ăn thịt nướng không thể nào thiếu kim chi nướng lên được nữa. Tại vì nó ăn quá là ngon đi. Với lại biết làm sao không,
ăn cho nó không bị ngán nữa mọi người. Đó, mọi người nhìn sáng không? Ngọc có đem đèn ra nên nhìn rất là sáng ha. Trời ơi, set up nè, mọi người coi bầu trời ngày hôm nay nè. Đây là những ngày vào cuối của mùa hè đó các bạn. Ngọc có mua mấy cái cây cây nẹp này nè các bạn, cái kẹp này nè, để mình nướng thịt, ăn thịt. Tại vì mình nhà mình hay ăn thịt Hàn Quốc á, nướng cho nó gọn, cho nó nhỏ, cho nó gọn. Okay. Rồi bây giờ Ngọc sẽ bỏ kim chi vô. Is that kimchi? Yeah. Tôi lấy cái này đi, cái này gấp kim chi đi. Yeah, like now when I eat this, I cannot miss, but I cannot eat without the kimchi roll. It's really good. Yeah, I wish kimchi wasn't so spicy. Chồng Ngọc nói ướp kim chi không có cay để có thể ăn chung. Ủa, kim chi ăn với này ngon cực kỳ luôn. Mà phải nướng lên mới ngon. You kind of got to stand over this thing. Okay. Mua cái này công nhận là rất là tiện luôn. Các bạn nhớ là bữa Ngọc mua, Ngọc nói là được giảm giá không? Ngọc nói giảm giá nhiều một bữa này, như cái này mua 80 đô không? It's really nice. See the light and... Yeah, it worked out pretty good. Yeah. Okay, yo. Yo. Congratulations for the car. Congratulations, baby. So, so happy. Ai uống bia uống đồ ăn mừng chứ, hai vợ chồng là chơi nước ngọt. So, rất là vui vì mua được một chiếc xe mọi người, sau bao nhiêu ngày phấn đấu làm việc. Ngày xưa trời ơi, bởi vì khi mà mình có cái gì tự nhiên cái tôi nhớ tới ngày xưa. Ngọc là một người ưa hoài niệm tới những cái mà đã qua, là Ngọc không có thể nào quên những cái ký ức, những cái tuổi thơ cơ cực của mình ngày xưa. Làm gì trời ơi ngày xưa hả? Hồi đó thì mơ, lúc mà đi xe đạp thì mơ được có chiếc xe đạp mặt tina còng rồi đó, nhớ không? Xong rồi cái nhớ tới bắt đầu tôi muốn có chiếc xe tay ga. Xong rồi xe tay ga từ từ cái hồi đó đi xe hơi á. Hồi đó đi xe hơi á là hả, đâu có đi xe hơi, đi đâu cũng đi xe đò không à. Ra bắt xe đò dậy sớm, bắt xe đò 4 giờ sáng đi về Bến Tre. Giờ có được xe, xong rồi cái từ từ xe này cho mình đổi lên xe kia. Công nhận Ngọc rất là cảm ơn những cái gì mà trời Phật đã phù hộ cho gia đình Ngọc nói riêng, cũng như là đại gia đình tất cả mọi người trong gia đình nói chung. Thật sự là gia đình Ngọc lúc nào cũng cảm thấy rất là blessed, có nghĩa là gọi là gì ta, cô không biết nói sao hết. Nói vòng vòng không biết nói sao hết, nhưng mà thật sự là Ngọc tin là cái câu 30 chưa phải là Tết là đúng luôn á. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khi mà bạn Ngọc rất là muốn dành những cái lời mà động viên cũng như là động lực đến tất cả các bạn trẻ đang cố gắng từng ngày. Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Ngày mai, tin Ngọc đi, ngày mai sẽ là một ngày khác. Lúc nào cũng nhớ cái câu đó dùm cho Ngọc. Ngày mai sẽ là một ngày khác và sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Mà nếu mà ngày mai không tốt hơn ngày hôm nay thì ngày hôm sau sẽ tốt hơn ngày đó. Cứ tin Ngọc là như vậy. Cái gì cũng sẽ thay đổi hết. Như là cô chú. Sorry, I'm trying to break in there. So what kind of marinade is it? I don't know. The pear and stuff. Was it bad or what? I was expecting like a Korean barbecue. This is not a Korean barbecue. I bought it at a Korean market. Oh, it just it tastes differently. What I'm used to. Chồng Ngọc ấy chứ ăn uống khó ăn khó tính lắm á, chứ không phải giỡn đâu nha mọi người nha. Ăn cái nào mà không có đúng vị đúng ấy là cũng là chê liền ngay lập tức, hay là cũng ấy liền á, chứ không phải là điều quên dễ ăn đâu nha mọi người. Rất rất là khó ăn đó. Không ngon là nói không ngon. Mặc dù người khác nói ngon nhưng mà điều quên nói không, tôi ăn tôi không thấy ngon. Chứ không có vị bụng gì, vị tình vị nãy ai mà nói ăn nó ngon đâu. Tính kỳ vậy đó. Còn Ngọc dễ ăn sao không được. Put the cooked pieces on this so we don't have to overcook it. Đó. Maybe take a thumbnail picture. Đẹp không? Trời ơi, nay hai vợ chồng tôi đẹp quá. Oh, we all white. Yeah. Mày cắt cái đầu rồi. I'm half white and half blue. Yeah, well, you're cutting off the head a little bit. You keep, because you keep moving. I don't keep moving. Rồi, được chưa? Oh, do we have any thought out bang me?
Yeah, they're bánh mì, but not throw out. Do you want to cook for 2 seconds? Oh, throw out, but yeah. Rồi, bây giờ là Ngọc nghĩ là ăn được rồi đó mọi người. Ăn đồ nướng là phải chờ, phải không? Chờ phải nướng mới ngon, ăn miếng nào, ăn miếng đó mới ngon, phải không? Như đây là hai đứa ăn đủ rồi. Rồi, bây giờ Ngọc mời mọi người nha, ăn với Ngọc. Bữa ăn hôm nay khác với bữa ăn ngồi thường là bữa ăn, hôm nay là bữa ăn mừng. It's got a little bit of this kimchi on it too. Spicy? It's not too bad. See, like it's not the same flavor as we used to. No, I think it's fine. Oh, it's not bad, it's just... Wow. Wow. Ngon quá. Kim chi nướng đang ngon lắm mọi người ơi. Did you go pick up your parking pass? Oh my God, I forgot. They got it at the front desk, so... I forgot. I reminded you. I was so tired. Trời, cái chiếc xe mà Toyota mà đưa cho người ta bán rồi đó mọi người. Không phải đưa cho người ta á, chứ người ta chưa bán. Nhưng mà Ngọc để quên cái miếng giấy để được phép đậu xe. Tại vì khi mà các bạn đậu xe trong cái bãi đậu xe của nhà Ngọc này nè, là phải có cái miếng giấy. Tại vì trong đây là không phải là ai muốn vô đậu xe cũng được hết đó. Phải có cái đồ dán lên trên cái xe á. Chứ không phải là mấy người chủ người ta đi ngang qua người ta thấy là người ta thấy bạn không có miếng dán là người ta sẽ phạt xe bạn. Ngon quá. Bỏ kim chi lên nè mọi người. Khi Ngọc đi chợ, Ngọc mua xong đồ rồi đó, lấy Ngọc đi về rồi đó. Tại vì Ngọc đi cái chợ khác chứ không phải là chợ Hàn Quốc. Tính đi về rồi. Mà nhớ tới tối nay ăn thịt nướng là phải có kim chi nên phải quành đầu xe lại, lái xe 15 phút tới cái chợ đó. Là gần cả tiếng đồng hồ nữa mới về tới nhà. Phải có kim chi mới ăn. Giờ là chướng rồi. Mà kim chi sống không ăn nha, phải kim chi chín mới ăn. Wow. So today was your first day with the new car. Mm-hmm. How do you feel? I like driving it. You like driving? Chồng của nó ngày hôm nay là ngày đầu tiên của Ngọc với chiếc xe. Ngọc cảm thấy như thế nào? Rất là thích. Nhiều đây thật là vừa đủ cho hai đứa nè. Đừng nhiều quá. Đó, bánh mì xong. So my, when I come back. Bánh mì xong, biết đi vô lấy bánh mì. Bánh mì mua ở Cali, mua về đó. Mọi người nhớ hồi bữa cái video clip, đa quá. Mọi người thường nhớ video clip mà đi từ Cali đi về Michigan không, ghé mua bánh mì không? Tới giờ còn đó, bỏ vô ngăn đá, xong rồi cái muốn ăn thì bỏ ra cho nó tan. Xong rồi cái cứ no, I don't want it. Là ăn một cái nữa bá phát luôn mọi người, ăn ngon lắm, y như bánh mì Việt Nam vậy đó. Yeah, go ahead, put some more on there. Ước gì á hả, ước gì được ăn bánh mì đó hoài luôn á. No, don't put all this on there. No, just baby. I'm gonna pick it from there when I'm ready to eat it. Có chướng không, gấp cho không chịu ăn đó. Mọi người thấy không, Ngọc gấp là không chịu ăn đó nha. Đừng có nói là Ngọc không có lo cho chồng rồi này kia, không có gấp gì này nghe. Gấp để trên dĩa đi cho khỏi chòm qua, không chịu nó, để chừng nào ăn thì gấp tới. Nhớ đó, nhớ cái khoảnh khắc này nha, rồi đừng có vô nói Ngọc không có lo nha. Không có quan tâm gì tới chồng lo ăn không.
Không có bà chay khỏe ghê, ăn ăn khỏe. Hello. Ngọt, chùm chùi ngon quá. Speaking. Nhớ nha mọi người, nhớ nha, từ giờ về sau ăn thịt nướng là phải đem kim chi lên nướng nha. Ai mà chưa biết á, còn ai biết rồi thôi. Rồi tắt đây, tắt cái nắp này đi. Ok. Ok, tắt. Dạ, có thể vậy. Ok, good. Giờ chị ăn thôi. Ngon không? Ngon. Hao bánh mì. Bánh mì ngon không? Ừ. Bánh mì ngon không? Ngon. 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 Bánh mì ngon chứ bộ, đừng bất dẫn với bánh mì Cali đi chứ. Bánh mì Cali ngon lắm á. Trời ơi, bỏ nguyên một miếng bự cho má lửa là vậy mà ăn vậy mới ngon. Có kim chi nó làm tăng thêm gia vị rất là nhiều luôn quá. Đây nè, thích ăn mấy miếng trái nè. Hey, you want this? Just put it on the plate. Đó. Ngon quá. Ngon ha, ngon ha. Ngon ngon. Dạ yeah, ngon. Dạ ngon. Giỏi. Đội huynh giỏi. So what do you think about the person who got scammed? Ngọc hỏi chồng Ngọc là nghĩ gì về cái người mà Ngọc kể cho anh nghe là bị lừa 24 triệu để coi chồng Ngọc nghĩ gì nha. Tell me the truth. What do you think about that situation? About that situation? I mean, it's hard to, it's like I empathize with that person because they got scammed. You never want anybody to get scammed. Chồng Ngọc anh nói là anh cảm thấy chia buồn với cái người mà bị lừa gạt. Tại vì không ai mà muốn bị lừa gạt hết á. But how many videos have you done to say only buy it from this phone number and this phone number or from me and from Bao? Nhưng mà chồng Ngọc hỏi là có bao nhiêu cái video Ngọc đã nói rồi là muốn mua gì là cứ gọi cho Ngọc hoặc là gọi cho anh Bảo hoặc là chị Ngân. Yeah, you said it so many times. Don't Ngọc nói quá nhiều lần rồi. Because there's going to be Facebook pages, there's going to be people posting up your, you know, they're going to copy your image from your Facebook page and everything. And even might go and try to get, if it's in Vietnam, a number that's close to Bao's number. Yeah. I mean, the people that scam people out of the stuff, they'll try to even get a close number, maybe a couple digits different, you know, just to make you think that you're buying it from us. Huh. But who answers the phone? And the thing is, the lady called her and said, "This is it was me," and she thought it was me. Hôm nay, you can go wrong with my voice. Yeah. Ngọc nói với chồng Ngọc là cái người phụ nữ đó có gọi luôn, có gọi cho cái bạn đó luôn, mà tại sao bạn đó lại không nhận ra đó là cái giọng của Ngọc? Tại vì cái giọng của Ngọc mà dù Ngọc mà có bịt khẩu trang, cái giọng của Ngọc nó lạ lời, nó lạ đời lắm Ngọc. Bởi vậy khổ, cuộc đời đâu thiếu nợ được, thiếu nợ cái giọng đi nói chuyện người ta nghe, ta trốn nợ là không thiếu được. Yeah, after watching us for this many years, if you're getting scammed by people, maybe you shouldn't, you know, try to buy big quantities. Chồng Ngọc nói nếu mà đã coi chồng Ngọc với gia đình Ngọc lâu rồi mà để bị lừa gạt vậy thì cũng không có nên, không ấy chút nào. Không có. Bởi vậy. Right. Yeah. Now, if you want to try it and you feel uncomfortable, you're like, I don't know if it's real or not, buy just 2 grand. You know, but you cannot give money for people. That's easy, you know. Not a, Ngọc đọc rất là nhiều comment của các bạn. Ngọc có thấy là trời ơi, từ sáng giờ Ngọc nhận không biết bao nhiêu cuộc điện thoại của cô chú anh chị luôn á, ở Mỹ. Ngọc ơi Ngọc, đừng có tin nghe chưa, coi chừng bị lừa nghe chưa. Cái chị kia gọi, chị coi hàng ngày đấy nè, người thân của chị Việt Nam kêu chị gọi thoại qua cho em, nói là đừng có để bị lừa. Từ sáng giờ nhận điện thoại quá trời luôn. Cô chú anh chị rất là thương, cứ sợ Ngọc bị gạt. Coi là
bị lừa trong cái lừa trong cái lừa. Bởi vậy khổ ghê, bởi vậy cái người mà chịu thiệt thòi nhất là ai? Là cái người mà bị lừa thiệt. Tại vì người ta không có ai tin mình. Nên là tại vì nhiều cái người xấu quá đi nên là cái người mà bị lừa thiệt không được ai tin. Khổ chứ phải. So remember, if you guys want some saffron, remember the number. Because if so, you might see something on Facebook that pops up, it's saying that's you, but it might be a different number. Mm-hmm. We don't change the numbers, so it's always the same number. And if we do, we'll make a big fuss about it on the Facebook and the YouTube. Chào mừng nó đó. Miễn cái số điện thoại đó gọi là đúng. Số trong gia đình Ngọc 3 người. Tại vì ở Việt Nam, chuyện ở Việt Nam là không, Ngọc không bao giờ giải quyết những cái chuyện Việt Nam. Tại vì những cái chuyện gì ở Việt Nam là anh Bảo với mẹ Ngọc với ba cũng đều giải quyết hết, chứ Ngọc không giải quyết. Nhà, cửa, đất, đai, xe, cộ, tiền, bạc, nói chung là tất cả mọi thứ là mấy người đó giải quyết hết. Nên là Ngọc không có biết gì ở đây, cái gì, ví dụ như mà ai mà muốn mượn tiền ở Việt Nam thì cũng Ngọc cũng nói Bảo đưa cho người chuyển khoản cho người đó giùm nhiêu đây, người chuyển khoản giùm nhiêu kia, là cũng qua anh Bảo hết á. Chứ còn thật sự là Ngọc không có ấy ở Việt Nam được sao mà chuyển được. Ví dụ như mấy bạn mượn tiền hay muốn cho tiền hay muốn làm từ thiện đồ này kia phải gọi về anh Bảo hết chứ đâu, đây Ngọc đi, Ngọc đâu làm được. Nói à, mẹ con muốn làm từ thiện vậy đó, rồi mẹ đi làm con, rồi mẹ đi bà Bảo đi làm cái này giùm cho Ngọc, cái kia giùm cho Ngọc, rồi Bảo làm lấy đi vậy thôi. And like I said, we empathize with the person that got scammed. We feel bad that they got scammed, and we don't want that to happen to anybody else. So, you know, you just gotta make sure it's us. Rewatch one of our old videos if you think it's a scammer, and just double check the number. Trời ơi, ăn bánh mì kiểu gì lạ vậy? Trời ơi, baby, why you eat the bánh mì like that? The inside of the bánh mì? Yeah, you like cheaty? No, it's just it could do the fact it was frozen. It's not good. The outside, yeah, it's not as good. Trời ơi, còn còn khó không? Khó ăn dữ lắm. Bánh mì á, nó ăn cái ruột ở trong mà chứ không ăn cái ra ngoài, hỏi ủa sao ăn kỳ á? Mà trong khi đó mà Ngọc nướng là Ngọc ăn Ngọc thấy ngon lắm luôn á, không có bị gì đó. Chê, bánh mì đông đá rồi ăn không ngon. Nên ăn cái cha chồng rồi cho mà ra ngoài khó lắm á, chứ phải giỡn đâu á. I'm telling everyone that you are really picky eating. Yeah. Picky eater. Picky eater. Very yeah. Picky. If it doesn't taste good, I won't eat it. Simple as that. Không ngon là không ăn. Không ngon không ăn. Mm-hmm. Không nể ai hết. Yeah. Không nể ai hết. Không nể ai hết. Đúng vậy. Xin lỗi. Không nể ai hết. Không phải em ăn gì bụng rồi này kia mà. Nên là khi mà lên video á, các bạn thấy chồng Ngọc anh không ăn á, có nghĩa là anh không thích món đó. So that's why I went on the video that you eat less or you don't even care about eating it because you don't want to eat it. Either that or I ate late lunch or something. Mm-hmm. Or I'm not just not that hungry. Mm-hmm. Còn là quá no rồi nó không ăn. Chứ không phải là Ngọc cứ ngồi ăn rồi chồng không ăn. Bởi vì mà các bạn đâu hiểu. Cái cô đã dẫn chay về gì kìa. Hello, Jay. Hello. Come here, JD. JD, you want some meat? You want to sit next to mommy? Oh, what's that? Oh, it's some ice cream. Oh, wow. Oh, is that ice cream? What is that? It's an ice cream. Huh? It's a purple one. It's a popsicle. Oh, wow. Did you say thank you? Thank you. Oh, are you gonna bring back Olaf? Are you not scared of Olaf now? Yeah. You're very scared of Olaf. Thank you. Oh, Olaf's got some highlighter now. They're did you say goodbye to your friend? They're saying goodnight. Nó là cục vàng. Vàng bánh mì hả vàng? Bánh mì nóng. Thôi cũng gỡ ra, nó gỡ ra nó ăn cái bên trong bánh ba nó coi được không?
Mẹ muốn này. Muốn này phải không? Dạ. Muốn thịt phải không? Dạ. Ăn thịt đây. Ui da, con chừng cắn tay mẹ. Cái mommy. Ừ, sorry mommy, đúng rồi. Hồi nãy giờ con đi chơi con có nhớ mẹ không? Dạ. Mà hồi sáng này nói với cô chú coi, hồi sáng mẹ chở con đi chiếc xe mới có đã không con? Con bây giờ con biết, có biết đã là gì không? Là con có thể gác cái chân con lên cái ghế phía trước á. Mẹ vui vì điều đó. Đúng rồi, gác như vậy đó hả? Trời ơi, rồi cái chân bị sao rồi? Thấy chưa? Chút nữa mẹ vô mẹ rửa chân rồi mẹ cắt cho con nha. Muốn này, muốn này. Đây. Mẹ cho con ăn này nha. Muốn ăn thịt không? À, muốn ăn thịt không, đúng rồi, muốn ăn thịt không. Rồi, hả mẹ? Đừng cắn tay mẹ nha. Ui da, ui da, ui da. Thôi, bây giờ cái video clip hồi nãy giờ mẹ với ba làm cũng dài rồi đó chay. Thì sẵn có dịp có con ở đây thì thôi cả gia đình mình cùng chào tạm biệt cô chú nha. Xin cảm ơn cô chú rất là nhiều đã xem cái video clip này. Like cho cái video clip này. Bấm nút đăng ký để Hồi Giờ Family nhanh nhanh nhận được nút vàng nha cô chú. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo. Cố gắng lên mọi người ơi. Bye bye. Bye bye. Thanks for watching. Xạo dễ sợ thiệt. Mẹ thương em nha. Mẹ thương em nha, cục vàng của mẹ. Baby, can you turn off the camera for me please? Yeah, when I come back around. Are you ready to show on a boat ride? Nãy con chơi với A Tùy Dương không? Không, đâu được, mình ăn kẹo chắc, mình ăn cái này tiếp tục, mình ăn thịt chứ sao mà mình bỏ kia vô được.